sao lại không nhau lại? Xong rồi đúng không? Tự dù bản thân nó không lạnh à? Cho nhiều nước vào. Hôm nay thì ăn lẩu có cải son và đậu cơ su. Năm ngoái ở là hai chị em thương với nhài, ở linh với nhài đó. Năm nay 17 tuổi rồi còn gì nữa. Em sống được rồi đấy. Thôi lấy em gì sớm. Nói vậy chứ em biết em có ai được lấy em không? Sao lại không dám lấy? Có bạn nào dám lấy bạn muốn lấy vợ không? Bạn nào muốn lấy vợ không? Lên đây. Thế đây có nhiều bạn lắm, mình muốn giới thiệu mà chưa thấy bạn nào dám mạnh dạn mò lên đây cả. Bây giờ biết luộc rau nhỉ? Biết luộc trứng nhỉ? Luộc trứng thì biết rồi. Em nấu cơm này. U mì tôm à? Hay rán trứng? Rán trứng, luộc trứng. Gì em cũng làm. Làm nhiều anh em cũng biết mà. Kênh Cô Gái Dân Tộc khám phá thêm văn hóa, truyền thống, lịch sử, tôn vinh nét đẹp của Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp tất cả các quý vị ở những video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.